Chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream tiếp theo của phòng khám chuyên khoa ung bướu Thái Nguyễn. Thì vừa rồi bệnh nhân của chúng tôi vừa thực hiện xong ca đốt sóng cao tần trong điều trị u tuyến giáp lành tính. Và bây giờ mời các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện một chút với cô bệnh nhân xem cảm nghĩ của cô như thế nào sau đốt nhé. Chào cô ạ. Cô có thể gửi lời chào đến các bạn đang xem livestream được không ạ? Chào các bạn livestream. Và vì cô có thể giới thiệu mà cô tên là gì và mình đến từ đâu đúng không ạ? Cô giới thiệu cô là năm nay có bao nhiêu tuổi cô? Năm nay cô 55 tuổi. Vâng. Thì cô đã phát hiện ra cái u tuyến giáp của mình cách đây lâu chưa? Cô phát hiện từ được 3 tháng rồi. Trước đó thì cô có đi khám và điều trị ở đâu ạ? Cô chưa đi đến khám điều trị ở đâu mà cô cũng chưa đi khám ở đâu này. Thế cái triệu chứng nào mà khiến cho cô phải đi khám tuyến giáp ạ? Cô thấy cổ cô không hương. Thế cô đi khám thì cô khám lần đầu tiên cũng mới có một nhân. Cô đi khám lần thứ hai là có học. Thế là chị bà chị dâu cũng đi đến phòng khám của bác sĩ. Cũng mổ bác sĩ hai lần rồi, một lần là u tuyến giáp, một lần là u vú, để chị phải giới thiệu ra bác sĩ. Từ Linh Bình ra đây cũng xa, thì không biết là cô đi bắt đầu từ nhà đi là từ lúc mấy giờ? Cô đi từ lúc 5 giờ, cô đến nơi là 8 giờ. Trên đường đi là có hơi bị lạc đường một tí phải không ạ? Cô đi lúc cô cũng bị lạc đường, đến gần nơi thì cô lạc đường. Thì khi trong cái quá trình mình đốt ấy thì cô cảm thấy cô đau hay là tức khó chịu gì không? Cô quá trình đốt thì cô thì thấy không phải là không đau mà thì có hơi tinh tích tí thôi. Cô đốt xong thì cảm thấy người cũng bình thường và lại như cũ. Cô nghĩ là so với lại phương pháp phẫu thuật truyền thống thì cái phương pháp đốt sóng cao tần này nó có nhẹ nhàng, có đơn giản không ạ? Cô thấy là so với cô thì cô thấy là khá là nhẹ nhàng mà bình thường, cũng có gì cả là ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất là cảm ơn cô trả lời cô một chút chia sẻ của cô đến các bạn đang xem live stream, và cháu chúc cô và gia đình gặp nhiều sức khỏe và có nhiều thành công trong cuộc sống ạ. Cô cũng rất là cô cảm ơn bác sĩ Thái và sau là cảm ơn các bác sĩ ở phòng khám với bác sĩ cấp cho cô, rất cảm ơn. Cho bà trải nghiệm chưa cả tuyệt vời không cô? Cô thấy là quá là tuyệt vời. Đến so với Ninh Bình thì cô thấy là đến đây là cô rất yên tâm và đảm bảo. Cảm ơn cô. Cảm ơn là cô đã tin tưởng và lựa chọn Thái Nguyễn Clinic là địa chỉ tin cậy để mình điều trị u tuyến giáp. Cô cũng mong là người nào mà mắc vào như cô thì nên đến chỗ phòng khám của bác sĩ Thái. Bác sĩ rất nhiệt tình, các bác sĩ ở đây cũng rất là nhiệt tình với bệnh nhân. Cảm ơn cô ạ. Tại Hải Dương, Thái Nguyễn Clinic là đơn vị tiên phong đi đầu trong việc áp dụng phương pháp đốt sóng cao tần trong điều trị u tuyến giáp lành tính. Đã có rất là nhiều bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước như Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Bình, Quảng Ninh hay vừa rồi bệnh nhân của chúng tôi đến từ Ninh Bình đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ, nên là các bạn đã xem lên chi có thể hoàn toàn yên tâm. Và đặc biệt tại khi người bệnh thực hiện phương pháp đốt sóng cao tần tại Thái Nguyễn Clinic, bác sĩ Thái luôn cam kết đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng. Khách hàng sẽ được thực hiện bởi bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, điều trị khối u an toàn, hiệu quả, thẩm mỹ với chi phí thấp nhất. 100% khách hàng sẽ được bảo hành trọn đời nếu khối u tái phát, miễn phí 4 lần tái khám định kỳ với hình thức siêu âm. Thủ tục đơn giản, nhanh chóng với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên y tế tận tâm sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời khi người bệnh đến điều trị. Bạn
phòng khám, địa chỉ 251 đường Thanh Liêm, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương để được bác sĩ Thái tư vấn và thăm khám. Cảm ơn các bạn đã xem livestream. Hẹn gặp lại các bạn ở các livestream tiếp theo.